Kính chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Một số lượng những người Việt tha hương tị nạn và những người đang lê lết một cuộc đời cùng khổ đầy bất công áp bức dưới chế độ cộng sản tại quê nhà đều có những quãng đời là những cuộn phim, mà không một cuộn phim nào giàu chiếm được hàng bao giải thưởng cũng không sao so sánh bằng, là những tập truyện mà không một tập truyện nào giàu thuộc loại bạn chạy nhất cũng không làm sao qua mặt được. Những quãng đời đó giàu có thực sự được quay thành phim, viết thành truyện cũng không bao giờ có thể lột tả nói lên được tất cả những gì đã xảy ra chung quanh họ và những gì đã diễn ra trong lòng họ. Do đó, chỉ có chính họ là những người trong cuộc, là những chứng nhân, là những nhân vật trong cuộn phim, trong tập truyện của đời mình mới cảm nhận được tất cả những sự lo âu phiền muộn, những nỗi buồn xót xa căm nín, những niềm hy vọng mong manh thoáng chốc, những nỗi tuyệt vọng nào nề buông xuôi cho số kiếp, những sự sợ hãi kinh hoàng đến chết ngất, những cơn đói khát vật vã rã rời, những nỗi uất nghẹn đắng cay đến tột cùng, những nỗi tủi nhục tối tăm sâu thẳm, những nỗi mừng vui nghẹn ngào đầy nước mắt, những nỗi đau đớn quằn quại có lúc chất ngất trong lòng, có lúc day dứt kéo dài như vô tận. Quãng đời họ là những cuộn phim không cần đạo diễn dàn dựng, là những tập truyện không cần hư cấu bởi nhà văn, là những câu chuyện sống thật cùng với nhịp tim hơi thở và những cảm xúc của một đời người. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là một chuyến vượt biên, chiếc thuyền đưa 35 người chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do, xuất phát tại thị xã Cai Lậy, Tiền Giang. Vào năm 1989, khi thuyền ra biển Đông thì gặp bạn, rồi gặp ba tàu hải tặc Thái Lan bao vây. Thuyền nhưng cũng đến được Mã Lai, qua hơn 7 năm sống trong trại cấm rồi bị cưỡng bức về Việt Nam. Câu chuyện có tiêu đề Cưỡng bức hồi hương. Mời quý thính giả lắng nghe. Sáu lần vượt biên thất bại. Vào năm 1980 cho đến năm 1988, từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, lớp bị lừa, lớp bị bắt, và dù tản gia bại sản, tôi vẫn quyết lòng ra đi vì không thể nào sống dưới chế độ cộng sản. Đến lần vượt biên thứ bảy vào năm 1989, tôi mới thành công, đến được bến bờ tự do sau bao cam go gian khổ, bỏ lại người mẹ già, vợ và bốn đứa con còn nhỏ dại. Ban tổ chức báo một xe đò chở khách vượt biên Sài Gòn, vừa rời khỏi bến xe miền Tây Bình Chánh, bọn vô lại đèo theo hăm dọa khai báo công an để đòi tiền mại lộ. Chúng tôi lo sợ nhìn nhau rồi gom góp tiền đưa cho chúng. Đến ngã ba Trung Lương, bọn chúng xuống xe, chúng tôi tiếp tục hành trình xuống Cai Lậy lúc 2 giờ sáng. Người dẫn đường đưa cả nhóm đến một nhà máy chà lúa sát bờ sông, có một tàu đã đậu sẵn. Chúng tôi xuống tàu và chui vào hầm. Đây là ghe buôn chuyển dài 11 mét, ngang 3 mét. Bên trên được ngụy trang toàn là mía và chuối. Rời bến một ngày, tàu đã qua khỏi các trạm kiểm soát đường sông. Đi thêm 2 ngày nữa, đã ra đến hải phận quốc tế. Mọi người được phép lên bong. Bây giờ chúng tôi mới biết tất cả có 35 người trên ghe, kể cả chủ ghe tài công. Do cả gia đình chủ ghe đi nên việc tổ chức tương đối chú đạo, lương thực đầy đủ, bến bãi và các trạm kiểm soát đã được che phủ thu xếp trước. Đi thêm một ngày nữa, ghe ra khỏi hải phận Việt Nam,
Mọi người đang vui mừng thì giông bão nổi lên, mưa như trút nước, kéo theo sóng chớp ầm ầm trong biển cả bao la. Chiếc ghe nhỏ bé trồng trành như sắp lật úp, người lớn người nhỏ ai nấy đều say sóng nôn mửa mệt lạ, và chỉ còn biết chắp tay cầu khẩn trời Phật cho giông bão qua đi. Tài công đã phải cố gắng vất vả điều khiển ghe cho khỏi bị lật. Sau gần một ngày giông bão, trời bỗng trở lại bình thường như có phép lạ. Đi thêm một ngày nữa, chúng tôi thấy xác người bồng bềnh trôi nổi trên mặt biển. Cảnh tượng trong thực hại hùng, chúng tôi đều cảm tạ trời đất đã che chở cho ghe vượt qua giông bão, và cùng cầu nguyện cho những người xấu xố. Ngày hôm sau, chúng tôi nhìn thấy những đốm nhỏ từ xa. Khi đến gần hơn, mọi người nhận ra ba chiếc ghe đánh cá Thái Lan lập tức đàn bà con gái và người nhỏ chú xuống hầm cầu nguyện, cầu xin Chúa Mẹ, kẻ cầu khẩn trời Phật. Đàn ông thanh niên chia nhau đứng hai bên thành ghe, tay cầm vũ khí như dao búa rửa. Chúng tôi đã bàn trước chiến đấu tới chết chứ không thể để hải tặc nhảy qua cướp bóc. Ba ghe Thái Lan bao vây chúng tôi từ ba hướng. Trên mỗi ghe có ba tên cũng cầm dao búa. Khi thấy chúng tôi mặc đằng đằng sát khí, vũ khí trong tay, lại có một cái súng giả mà chúng tưởng là thật, nên đã xì xồ vài tràng tiệc thải rồi tự động rút lui. Chúng khất bọn rồi, anh tài công mới xem hải bàn định hướng trực chỉ mà lai. Sau một ngày linh đinh không thấy một chiếc tàu ghe nào, thì chúng tôi nhìn thấy những ánh đèn khi ẩn khi hiện từ xa. Khi đến gần, chúng tôi nhận ra một dàn khoang dầu. Tiếng loa phát ra từ dàn khoang bảo chúng tôi neo lại tại chỗ chờ sáng sớm sẽ có người hướng dẫn vào. Ai cũng hồi hộp chờ đợi, mọi mệt và nhức ngủ chập chờn. Từ tờ mờ sáng, có hai người đi trên một chiếc cano đến hỏi chúng tôi là ai, từ đâu tới. Chúng tôi nói là người Việt Nam đi vượt biên. Họ điện đàm về dàn khoang rồi hướng dẫn ghe theo cano và cặp sắt vào dàn khoang. Rất nhiều người ngoại quốc trên dàn khoang vẫy tay chào chúng tôi. Vì chỉ huy mời người biết tiếng Anh làm đại diện lên nói chuyện với ông ta. Sau khi biết chúng tôi là những người vượt biên, ông hỏi chúng tôi cần giúp đỡ gì không. Ông cho người xem lại thuyền, thấy thuyền vẫn còn sử dụng tốt, ông đã cho chúng tôi dầu, lượng thức ăn, nước uống và thuốc men, chỉ đường cho chúng tôi đến bờ biển Mã Lai theo sự hướng dẫn của ông. Sau khi cho thuyền chạy đến khoảng 6 giờ chiều thì chúng tôi đến được bờ biển của tỉnh Terengganu, Malaysia. Tại đây chúng tôi bỏ thuyền lại và lội lên bờ đến một ngôi làng gần đó. Cảnh sát Mã Lai đã đến gặp chúng tôi và đưa tất cả về tạm trú ở Marang. Nơi đây đã có những người vượt biên đến từ thuyền khác ở các nơi đều được đưa về đây. Thế là sau 6 ngày linh đinh trên biển cả, vượt qua cả chết, chúng tôi đã đến được bờ tự do ở Marang được một tuần. Chúng tôi được cảnh sát Mã Lai đưa xuống tàu chở đến đảo Pulau Bidong. Gần đến đảo Bidong, từ đằng xa chúng tôi đã nhìn thấy đồng bào Việt Nam vẫy tay chào đón. Tàu cập vào cầu Chetty, chúng tôi được đưa lên đảo để làm thủ tục nhập trại. Tất cả những người đến đảo đều được mang sổ hiệu từng thuyền. Chúng tôi được mang sổ MC. Trên đảo tôi thấy có nhiều người mang bảng MB. Họ đã ở đảo hơn 2 năm rồi, đang chờ để đi định cư. Đảo Bidong thật thơ mộng, với những hàng dừa cao vút, vài quán nước gần bãi biển, các hàng quán ăn, sọt mây, cho người Việt tị nạn làm chủ, sinh hoạt buôn bán thật sầm uất. Trên đồi tôn giáo có nhà thờ, chùa và trường học. Mọi người ở đảo được các vị tị nạn liên hợp
quốc, lo cho đời sống, từ nơi ăn chỗ ở đến việc học hành thực chu đạo. Cuộc sống ở đạo thực lý tưởng, nếu không có cái quyết định ngày 14 tháng 3 năm 1989 của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đóng cửa tất cả các trại tị nạn trong vùng Đông Nam Á, thế giới tự do bắt đầu mọt mòn về những người tị nạn. Họ đã bắt đầu quay lưng ngoảnh mặt đối với những người tị nạn Việt Nam. Có những người đã đến được bến bờ tự do, nhưng thuyền của họ đã bị chính quyền các nước sở tại kéo đi ra biển, thả trôi mặc cho dòng bão, hải tặc cướp bóc, không biết sống chết ra sao. Còn những người đã đến được các trại tị nạn sau ngày 14 tháng 3 năm 1989 đều phải trải qua một cuộc thanh lọc bất công ở Mã Lai, bắt đầu từ MC327 đến tàu MC612, tỷ lệ lúc đầu được nhận là 17%, sau này xuống còn 10% những sĩ quan quân nhân công chức của Việt Nam Cộng Hòa cũng bị đánh rớt qua cuộc thanh lọc. Chỉ có những người thuộc diện đoàn tụ gia đình như vợ chồng con cái và một số rất ít người được công nhận quyền tị nạn. Còn đại đa số bị ghép vào diện di nhân kinh tế phải trả về Việt Nam. Chính sách nhận người của các nước bắt đầu khép lại những người tị nạn đến sau ngày 14 tháng 3 năm 1989. Điều sống trong cảnh lo âu hồi hộp chờ đợi được một tương lai đen tối với những đau khổ đầy chảy nước mắt cùng khắp bi đông. Sau khi nhận phong thư oan nghiệt của cao ủy tị nạn, một thuyền nhân đã nhảy trên một đá cao xuống biển tự tử chết, và hai người khác đã dùng dao đâm vào bụng mình tự sát. Cảnh tang tóc đã diễn ra nơi hòn đảo thơ mộng. Tất cả đồng bào trên đảo đều ngậm ngùi tiễn đưa anh đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang đồi Cú Ép. Và số đó đã tự động tổ chức cuộc biểu tình trước văn phòng cao ủy để đòi quyền tị nạn, nói lên những tiếng nói uất nghẹn của mình. Những người đến trước ngày 14 tháng 3 năm 1989 và những người được qua thanh lọc đều được chuyển qua trại sân dây Bessi để chờ đi định cư. Sinh hoạt trên đảo Bi Đông trở nên ảm đạm mỗi khi nghe thông báo rời đảo, với cảnh tiễn đưa chia tay hàng ngày nơi chân cầu Chati. Mừng cho người đi, buồn cho kẻ ở lại và người trở về Việt Nam vì không qua cuộc thanh lập, vượt biên có số, định cư có phần. Câu này y như để an ủi cho những người tị nạn đã vượt thanh lập kém may mắn như chúng tôi. Đến đầu năm 1991, vì ngân sách dành cho người tị nạn càng ngày càng eo hẹp, chính quyền Mã Lai đã quyết định đóng cửa trại Bi Đông và di chuyển tất cả những người tị nạn sang trại Sungai Besi gần Kuala Lumpur. Trại Sungai Besi được chia làm 4 khu A, B, C. Khu A dành cho những người rớt thanh lọc, khu B dành cho những người đậu thanh lọc, khu C dành cho những đồng bào Campuchia đi tị nạn chiến tranh, và khu thanh nữ dành cho độc thân. Vì số người tị nạn còn ở lại quá đông, nên cao ủy đã cho xây dựng thêm 4 khu nhà cao tầng như chung cư cho đồng bào ở, được chia làm nhiều căn, mỗi căn 8 mét vuông cho 10 người ở. Sungai Besi lúc đầu cũng có đầy đủ các lớp sinh ngữ và trường dạy huấn nghề cho người tị nạn, nhưng về sau các lớp học này đều bị đóng cửa. Các cha các sơ người nước ngoài để làm việc tình nguyện giúp đồng bào tị nạn không được phép vào trại đường. Chỉ có một số cố vấn người Mã Lai. Đời sống người tị nạn càng khó khăn, bị bóp nghẹt khẩu phần ăn, bị rút bớt. Thư từ liên lạc đều bị cấm. Mọi sinh hoạt đều bị hạn chế tối đa. Cao ủy và chính quyền Mã Lai cố tình gây ra cảnh khó khăn cho đồng bào tị nạn, để mọi người nản lòng phải xin hồi hương về Việt Nam. Nhiều phái đoàn đã vào trại kêu gọi mọi người hãy ghi danh trở về.
các đoàn thể trong trại tị nạn đã cùng hợp lực với nhau đứng lên tranh đấu đòi quyền tị nạn bằng những cuộc biểu tình tuyệt thực trước văn phòng cao ủy tị nạn. Đồng bào đập phá hàng rào ra đường đứng biểu tình. Cảnh sát Mã Lai được điều động tới để dẹp cuộc biểu tình. Họ đã bắt đi một số người đem ra trại giam ở ngoài Kuala Lumpur để đối phó với người tị nạn. Cao ủy và chính quyền Mã Lai đã dùng đủ mọi cách, mọi hình thức để đàn áp người tị nạn. Họ cài người vào các đoàn thể tranh đấu để gây chia rẽ, tạo những hiềm khích giữa các đoàn thể và để mặc cho những băng đảng bò tạc trong trại chém giết lẫn nhau. Một đoàn thể lớn trong trại vì nghe lời khuyên dụ của cao ủy và chính quyền Mã Lai đã tự động tách rời khỏi cuộc đấu tranh để di chuyển sang một trại khác. Họ tưởng rằng sẽ được cho đi định cư, nhưng nào ngờ số này cũng bị cho trở về Việt Nam. Trước những cảnh sóng số bồ đó, một số đông người tị nạn đã nản lòng xin hồi hương trở về Việt Nam. Những người còn lại ở trại vẫn đoàn kết với nhau để đấu tranh. Chính quyền Mã Lai cho rào lại các khu, đồng bào cũng còn qua lại với nhau, sống như trại tù, chung quanh là những hàng rào kẹp gai nhiều lớp. Có cảnh sát ngày đêm đi canh tuần, đồng bào các khu vẫn tiếp tục tranh đấu biểu tình không nhận thực phẩm cả tháng trời. Lực lượng cảnh sát đặc biệt của Mã Lai huy động được cả ngàn người do một vị tướng chỉ huy đã ra trại để dẹp biểu tình. Họ đã tàn dựng dùng súng bắn lựu đạn khỏi cây vào thẳng đồng bào. Những tiếng khóc than vang vọng toàn trại nhưng cũng không lọt ra ngoài. Mọi tin tức về cuộc đàn áp này đã bị cảnh sát Mã Lai bưng bít. Sau đó, cảnh sát đã vào trại lùa hết đồng bào ra ngoài trường A. Tất cả đàn ông thanh niên đều bị cảnh sát đánh đập bằng đùi cui và roi điện. Họ đã bắt đi hàng trăm người mà họ cho là những người cầm đầu biểu tình nhục vô, măng khỉ hao. Những người này bị đánh đập, tàn dần không còn đi đựng được. Họ được dìu ra cho đồng bào thấy, không còn cảnh nào thương tâm. Khi nhìn thấy những đồng bào mình bị cảnh sát Mã Lai đánh đập mang thương tích đầy mình, hơn 2.000 người tị nạn bị lùa ra ngoài trường A và nhà bếp sống khốn khổ như những người tù phải nằm đất ăn bóc. Đi làm vệ sinh, tắm rửa, nam cũng như nữ phải ngồi xếp hàng giờ chờ đợi cảnh sát cho đi vệ sinh. Từng năm người một, bọn cảnh sát Mã Lai đã đi thẳng vào phòng tắm nữ để xem khi họ đang tắm. Thật là tồi bại cho một đất nước trước đây đã từng được tiện là nhân đạo, đã từng cứu mang hàng mấy trăm ngàn người tị nạn. Sau này lại có những hành động mọi rỡ làm mất đi tiện tốt của họ. Sống ở ngoài trường A gần 3 tháng, chúng tôi hơn 300 người được chuyển đến khu C để chờ cưỡng bức về Việt Nam. Và chúng tôi đã bị cảnh sát Mã Lai áp giải lên tàu đầu tiên để về Việt Nam. Thế là hơn 7 năm sống tại trại tị nạn Mã Lai, từ năm 1989 đến năm 1996, chúng tôi phải trở về Việt Nam. Mọi hy vọng đến được đất nước tự do đã bị tắt ngậm trong tôi. Về đến Việt Nam thời gian đầu, tôi và những người trở về đã phải đi trình diện công an phường, quận đến thành phố. Bọn công an đã tra hỏi chúng tôi đủ thứ, nhưng vì có các vị tị nạn đang còn ở Việt Nam giám sát nên bọn công an đã tạm để cho chúng tôi yên. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện vượt biên. Chiếc thuyền đưa 35 người chạy trốn chế độ cộng sản đi tìm tự do, xuất phát tại thị xã Cai Lậy, Tiền Giang. Vào năm 1989, khi thuyền ra biển Đông thì gặp bão, rồi gặp ba tàu hải tặc Thái Lan bao vây, rồi thuyền nhưng đến được Mã Lai. Trải qua hơn 7 năm sống trong trại cấm, rồi họ cũng bị cưỡng bức về Việt Nam, nơi mà họ đã từng trốn chạy. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi.
và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.